Bảo vậy hả mà
Thank you.
up. Chạy nó lon giữ thật. Để mấy con chào bài. Ê. Sao à? Phải rồi. Thank you.
Okay. See. Yeah.
Ừ. Yo, bà ba. Nè, bà ba, bà ba. À, bà sao? Nè, bà ba. Bà ba đó hả? Nó dậy bà ba nữa đó. Bà máy đây. Bà ba. Còn con ngập nó thích dữ, còn gặp con này nó còn thích dữ hơn. Cái cà cũng khỏe hả? Cà cũng khỏe. Dạ.
đi hả? À ai yo, bé cú ở tay à, ai yo, ai yo, ai yo, bé cú bị ốm sao? Vậy đó mà nó hết hạn đó, biết đâu hả?
Ủa nè anh à,
con này nó cũng nói với tôi là bỏ quên. Nó biết rồi, biết rồi, nó tôi rồi. Nó ăn cá tội nghiệp quá, ăn cá mua bao tay mua cả căn bịch mặt gì đâu, căn bịch mặt chứ gì, sao không mua khẩu trang mà mua đó là khẩu trang để lên trển mua bệnh bịch, bịch khẩu trang đen tú quá mẹ mày cái gì vậy trời, chưa ăn nữa ăn đó khẩu trang đen gì đó. Từng 49 ngày. À, vậy hả? Vậy chừng nào đi? À, mời có vàng hay gì? Dạ, dạ. 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 À, vậy thôi. Em. À, có thấy một cổ cái bận mấy hả? Máy tôi làm được hai điểm đó chứ điểm không có được. Ở ngoài nhà mua cái điện thoại giá thấp mà mua không được. Không có giấy tờ không có gì chứ. Bởi ba. Điểm mất công đó. Ừ, sáng giờ không điểm không được, cái kiểu nó hư bên cái gì đó. Để máy bận, máy bận. Lên sửa, điểm không được đâu. Để tôi sửa rồi đó, tôi mới lấy số của chị Lợi. Chị ấy đi cho tôi đi. Lên chẩn cho thằng này nó quen, nó làm xong rồi tôi rồi, rồi, bắt nào đi đó. Rồi, bắt ngon ghê gì đó. Lấy dao sát. Rồi lấy đồ mình sát mang đó nè. Trời ơi, trời, không dám gì đâu. Chị xuống mơ giờ bắt đi lên chỉnh lắm, tới giờ mới về chứ. Về tính ghé bà dùm, bà dùm bà ngủ ghé chơi, ghé chơi. Rồi ghé sao gặp ba ở nhà. Ngon quá, nhớ bà ngồi gái. Trời ơi, bánh ngon ngon quá. Bánh nhau. Đi đâu mua bánh ta? Đi với kinh hồ hai, cái nào chở đi. Tôi nói tôi không có điện nào cho. Nó kêu tôi về. Mình tính với mày này, đủ quá. Mình giá ăn lên nó quậy như thế nào. Cái gì nó kêu đi xuống công an. Mời xuống dưới, xuống dưới tôi hướng đi. Là trả cho nó, có những cái cho tiền tôi trả. Tôi nói gì tôi nói. Một tháng nữa, chị có thấy là đất nhà này rồi, mà nó không trả lấy. Mà bây giờ tôi đang đứa tỉnh, nó trả nó thầy để trả người ta. Tôi sẽ là mời bạn giải quyết, thì xuống nó đồng ý. Tôi mời về một tháng như là tử chị bạn. Nó đâu có cho. Tôi phải chạy ở ngoài thêm, tôi lắp vô là trả nó được là một tháng. Tôi mới nói bây giờ gắn tiếp tôi định mời nhận hồ phụ trả cho xong rồi này rồi tới còn trả chị với tôi với chỗ ăn nghỉ với người ta là tôi mới trả nó xong đó. Rồi bây giờ là từ đã tới tôi mời lên là chị yên tâm đi, tôi trả cho chị mời bây giờ trả nó đã dứt rồi cho chị mình nhìn tôi đây tôi kể hết chị nghe nghe thấy rồi phải không. Tôi về nói bây giờ còn 15 triệu nữa mà nghĩa tôi mời 3 tháng rồi không có 15 triệu chị nghĩ tôi ở đâu chứ mời mà 3 tháng nữa mà chị nghĩ tôi trả cho mẹ mượn thêm 5 triệu
Tôi về ba làm như vậy, chị nghĩ từ thành phố về đến dưới đây cũng về, đi lên đi xuống, làm chỗ tôi ở này. Cái tới tôi đi chở nó mới điện, nó nói giờ con về rồi, tôi về đây. Cái xuống trả là một tay mà tôi đi viết mà tới lên đó là 8 tay mới lên cái chở, nên là được 19 tay. Cái mười một ngàn tay, cái nữa tôi quán nó ngay chặn về lộn cái nó nghỉ 3 ngàn. Bỏ nó đi về ngoài Phú Yên, cái tôi mới nhảy đi về dưới này, định mà tôi khăn hai nhỏ cái về đi đó, không chạy xuống nước, không nói nó điện nó chửi luôn, nó nói là lên chửi, không dám cho mày, mà còn đi nữa gì, không có chờ đâu, con nhỏ đó nó còn mượn mẹ mày dắt xuống đây định đi ra mạng tiêm cùng con này, đó, nó không cho người ta xuống, nó dũng tôi ra, rồi thôi cái ở lại, tới là 12 tay tôi mới lên vô bán, tới bữa nay là bao nhiêu ngày chị coi mà nó chửi tôi hết biết chữ luôn à, không dung sao tao nó nói tôi là ăn giật nó vẫn trả tiền cho tôi, nói vợ tôi nói cái chuyện gì nó đã dữ lỡ rồi. Trong mắt nó bỏ trời ơi, cây này tôi không nó quạt ha. Nó ăn nó dở từ đấy, từ cái gì nắp kìa, xương. Bà này nó đi đâu về, bắt nhét nó coi đồ ăn chay trời. Đi đi đám tận không phải thích. Hết nước ngon đúng rồi. Bắt ngon. Mai nhất. Tận không phải thành. Ghé đây cho đồ ăn chay bà. Mai nhiêu mà đi. À, 49 ngàn. Cái hả? Quay cũng mới luôn. 21 mà đi hả? Mới đi rồi. Chị ơi, lấy cái dĩa hay. Giúp bà xác cái nó đi giúp. Giúp bà xác cái ăn cũng bạc không yên cũng là thôi ăn đi bà nội đi. Đưa đây tôi lột cho. Còn bà ngoài nước vậy mình bà nó dẹp vô trong những cái này. Để đó tôi ăn. Nè lột xác ăn đi, đưa đây lột cho. Nếu mày mua chắc con bắp không ngon, mày mua bắp con nào đây mày? Ở phụ mối ở trong đó đó. Nó đi sắp bún rồi. À, giúp ba chót nồi mày nhé. Ngon ta, bắp nào. Bắp nào cũng ngon quá. Đưa ra gì á mày dành? Mắt mấy ơi. Khóc rồi khóc, không hết khóc rồi ăn. Khóc quạt chồng bà hai gái đi giùm. Cái này đại làm cũng ngon hết trơn, ngon ghê luôn. Bắp mà tao mua không bằng. Tao mua cái hộp. Bưng qua bển rồi mày lấy cái hàng trái mà chị Hương. Kiếm được cho nó nhé. Mày nấu cho nó coi. À hồi dụng nấu rồi, nó nấu rồi. Nó có mình đem một ngọt cho nó ăn tương. Ai? Không lên. Nè rồi lột đi đừng đem cái nào này cho đứa nào nữa, còn cái đem qua cho bà vợ chồng nó ăn đâu. Mấy thằng này ăn đâu, ăn chưa đâu. Nó chưa đâu, đem cho bà vợ chồng nó trước hai trái đi. Mình đi đâu vậy? Ăn cho đi. Bà tiếp này ăn nước rồi. Thank you.
mừng qua cho mấy nó đó. Nó đủ đủ. Đâu. Có miễn nạ. Nghĩa trời. Nước sạch để vô ăn. Vừa no ăn em mà. Nó là nhậu nhiêu. Giết mấy đứa mấy trái bỏ mẹ. Không được rồi. Cái người nam này. Năm sáu đứa. Đúng rồi. Tư rồi bả lặt rồi nè, cho con bé ăn tương á. Nem cho nó không biết một hộp đường vô. Thêm chút hạt nêm được rồi. Nêm chút hạt nêm dạ. Đưa ăn bả chưa? Bắt béo lên. Bắt qua cái cạp hết hai hai cầm nay vậy. Thôi nêu đây hai cho nó ăn đi đấy, bé nó ăn đi thì bắt nó không lặt nữa. Nhớ được rồi. Lặt cái này chuyện cho bà dân má ăn. Em nấu canh lên thôi. Rồi rửa nhiêu đó đi. Không mà bỏ vô miếng hạt nêm lại với miếng bột ngọt. Nó ăn chay. Nguyên tay ăn đi cốc bơi. Mệt bụng quá bơi. Ăn đi làm tiếp. Chè nu rút kìa. Con để đây lặt lại xong. Ừ. Dạ, vâng, 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 vâng,
Khổ bác cũng chụp hình. Lọc nó còn bắt ngon không bác?